cái thìa chế chế. Đó, có một vài những cái vấn đề mà câu hỏi các bạn hay hỏi đi hỏi lại thì tôi ghim ở cái phần bình luận ấy, tôi ghim ở phần bình luận ấy cho anh em đỡ bỡ ngỡ. Và nhiều người sẽ hỏi đây là cái gì? Nó là một tính năng mới. Nó là một tính năng mới ở trong cái season 2. GPU ON á, thì tất cả những cái mà đang diễn ra trên màn hình livestream mà các bạn đang xem ấy, ở bên máy chủ PBE, đây là tôi đang chơi bên máy chủ PBE. Ok, thì ngày hôm nay nó bắt đầu ra cái season 2 của Đấu Trường Chân Lý. Đấu Trường Chân Lý khác Auto Chess là mỗi một season thì nó sẽ update mới, thay vào đó một loạt những vị tướng mới. Tất nhiên là vẫn có một vài những vị tướng cũ, đồ đạc thì gần như là giữ nguyên, có một vài những công thức nó được thay đổi. Đó, thì nó sẽ cho ra một cái trò chơi như thế này. Đó, còn cái ngày ra mắt của cái season 2 này ở Việt Nam là ngày nào thì chưa có ngày chính xác, chưa công bố. Còn những cái mà các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là một trong những cái tính năng mới của cái season 2, và nó có tên là Thập Đại Nguyên Tố. Thì bây giờ ở trong bàn cờ ấy, mỗi một ván đấu mới nó sẽ có một cái nguyên tố trên cái bàn cờ. Thì cái ván tôi đang chơi là nguyên tố lửa. Cái ván tôi đang chơi là nguyên tố lửa. Đó, khi các bạn để cái con cờ vào cái ô mà có lửa thì nó sẽ cho các bạn một cái item. Item này nó tiêu tốn một slot của bạn. Ok, item này tiêu tốn một slot. Những vị tướng nào mà cầm ba đồ rồi thì không đặt vào đây được, đặt vào đây nó không có tác dụng gì cả. Đây, mỗi một cái nguyên tố thì nó sẽ cho ra một cái tác dụng khác nhau. Electric đúng không? Ba con electric, electric, gấu Z, gấu Z. Thế nhờ. Inferno. Đâu, tôi live hơn 8 tiếng đâu, tôi vừa mới on mà. Tôi vừa mới on. Ngày hôm nay tôi mới on được có mấy phút đồng hồ, anh em luyên tha liên thuyên. 8 tiếng nào? Làm gì có 8 tiếng nào? Vớ va vớ vẩn. Anh em cứ đùa tôi. Làm hơi. Nico. Hoi dần vô bán là nhiều hướng phát triển quá. Assassin Predator lại ánh sáng này, người là ánh sáng cuộc đời tôi này, hay là lại làm một phát ánh sáng nữa nhá, lại làm quả ánh sáng này anh em nhá. Này, toàn ánh sáng này. Người là ánh sáng
của đời tôi. Làm thêm nháy nữa nhá, ok. Bây giờ các anh em mình mới một vài bạn bắt đầu mới xem thì làm sao mà các bạn hiểu được tất cả những cái này đều là những con tướng mới, cách vận hành mới, chiêu thức mới. Test lag đi á, ok được. Chỉ cần anh em thích là được. Thích là đủ. Chỉ cần anh em thích là đủ. Không cần cái gì nhiều, ok. Thôi, nó ra toàn like luôn này. Blade Master. Đợi một chút tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái mà các bạn cần. Nhiều vãi cứt luôn ý. Đó. Đây. Cái mùa này thì không còn tộc nữa. Mà mùa này sẽ chuyển qua thành nguyên tố và các hệ. Mùa trước là tộc hệ, mùa này là nguyên tố với cả các hệ. Nguyên tố thì có 10 nguyên tố tất cả. Đó. Ui, ánh sáng này. Mọi người là ánh sáng của đời tôi thế này. Warden Electric 4 like, 5 like này. Đây, cái bộ mà tôi đang đánh thì nó có tác dụng như thế này. Thì đại loại là tộc ánh sáng hay là cái tộc mà khi các bạn có đủ theo cái mốc là 369 thì nó sẽ cho cái tác dụng như thế này. Một con tướng tộc ánh sáng chết đi thì nó sẽ buff attack speed và hồi máu 25% máu tối đa cho những đồng đội của nó, tức là chỉ các bọn ánh sáng nó được với nhau thôi. Cái này rất là hay. Còn Blade Master thì vẫn vậy, nhưng mà nó sẽ thay đổi thành cái mốc không còn phải là 369 nữa mà là 246. 246. Đây. Và bắt đầu đến từ vòng state 3 gạch 1, nó bắt đầu có thêm một cái ô lửa nữa, ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên trên cái bàn cờ này. Attack speed.
kênh Yasuo 2 vãi cứt. Đấy, cứ mỗi một con ánh sáng chết nó lại búp tốc độ đánh cho những bọn đồng đội đó bắn nhanh hơn. Con V này bắn đam chuẩn, thêm tốc độ đánh phê cực. Bất kỳ cái thắc mắc nào thì cứ đọc cái comment nhé, đọc cái comment mà tôi đã ghi lại nhé, cái ghi bình luận ấy, đọc cái phần ghi bình luận là các bạn sẽ có những cái câu trả lời. Và vào mồm với bà bây giờ hơi hơi thôi. Đánh nhanh không? Đánh nhanh không? Phải lìn nhanh. Thằng này có giáp phạt để tôi chết rồi. Tục đánh. Mùa đỏ. Mùa đỏ. À ok. Toàn hàng lởm. À, Đà Nẵng không có trụ sở Garena nhé. Anh em cứ từ từ thong thả nó sẽ hiểu, cứ từ từ từng bước thong thả. Chứ bây giờ mà em vừa nó update xong thì làm sao mà hiểu ngay được, thì cứ thong thả thôi. Cái bộ mà tôi đang đánh ý, thì nên có một vài con yếu máu cho đứng trước cho nó chết trước đi, để cái bọn đằng sau đam chính nó được nhận tốc độ đánh thì nó đánh nhanh hơn. Này Berserker khỏe vãi lìn. Berserker này, đó, thấy không? Bộ bài thì lúc đầu rất là khỏe. Đây, 6 ánh sáng đây. Sát thủ à, ghét thế nhỉ. Andrew này mua nó bị lẻ tiền, không muốn mua.
Lỗi thanh máu. Có bị lỗi thanh máu. Ranger. Ranger. Tôi mới chơi mà tôi cũng đâu phải là chơi nhiều đâu. Tôi cũng đang tù mà tù mù. Mày hàng dây ba nhá, đừng có bóc phốt tao mày. Đồ xấu thế. Ơ. Thế là thế nào nhỉ? Sao giờ đấy? Nhiều tiết mục phá bạc thế nhờ. Ocean này. Oh my god, Ocean này. Cho tạm mà vậy. Đây, lắc đây. Lắc là một con 7 tiền. Lắc là một con 7 tiền. Và mỗi một con lắc thì nó mang một nguyên tố khác nhau. Tất cả những con lắc ra sau con lắc này thì đều mang cái nguyên tố của con lắc này. Thế nên là bây giờ mà tôi có roll ra lắc thì nó chỉ là lắc Ocean thôi, hệ nước, mà hệ nước thì nó cho hồi mana. Nhiều cái nó hơi lắt léo chút, anh em để ý một tí là được ấy mà. Ván này ra lai nhiều thật. Con lắc là con tướng đặc biệt nhất trong cái mùa 2 này. Nó là một con giá 7 tiền và nó mang trong mình cả 10 loại nguyên tố khác nhau. Nó có 10 loại nguyên tố khác nhau. Mỗi một con lắc xuất hiện thì nó sẽ mang ngẫu nhiên một loại nguyên tố. Vấn đề là bạn có dùng cái loại nguyên tố đấy hay không thì tùy ở bạn. Đó. Nó là như thế. Đúng, nó là một con kích hệ. Ngoài ra thì cái chiêu của nó cũng rất là khỏe. Chiêu cầu vồng tối thượng của nó rất là khỏe. Cả đêm. Berserker.
kinh quá nhờ đi mẹ. Chó trừ Amo à? Viền ném đau nhờ. Chó chuột thì yếu thế. Ván này tôi không muốn đổ. Ván này không muốn đổ nên đánh hơi hãm lìn một tí. Thằng này đánh 6 cung thủ hay sao ấy? UV 4 cung. Dạ. Có rồi à? Vâng. Ok, thank you chị. Ok, ok chị. Giấy tờ, giấy tờ. Giấy giấy tờ tờ. Mình ra hai kiếm một cung. Tim băng à? Tim băng à? Cái gì cơ? Thật, ta biết éo gì đâu. Lúc mày hỏi thì bộ ai mà biết được. Má lên bờ lăng 3, phải cứt Yasuo 3 này. Nhất thiết là mày phải khỏe đến mức thái quá như vậy không? Ui, Yasuo nó chặt này. Bài lìn Yasuo 3, phải không? Mấy thằng Nene này kinh vậy.
giờ. Crystal. Không ổn rồi. Ván này không ổn rồi. Đứng đứng 3 đấy, không không đơn giản đâu, đứng 3 đấy các bố ạ. Éo gì cày nhờ không có cái nếu có cái like nữa đỡ cần lắc mà vẫn có đủ 9 like. Sắp có số ra K3 rồi này. Ocean Mystic. No. Tầm này không có. Sắp có Sora K3 rồi đây. Nhiệt không? Nhiệt không? Mẹ có sinh viên ném nhiệt không? Quá nhiệt luôn. Cảm ơn Tuấn Nguyễn đã tặng sao ạ? Vâng. Cảm ơn Hiền Nguyễn. Không, tôi không thích ăn khô gà đâu ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Bất tử. À, bất tử. Không ra con lắc, bây giờ phải ra con lắc thì thừa like luôn, 10 like luôn đấy. Mẹ like cái thằng Yasuba này. Thì mẹ cứ một chặt chết một con lại kinh đéo chịu được. Hay quá, nó bị cắt phép. Hình như nó bị đứng ở trong cái vùng của Soraka, nó bị cắt phép. Ỉ mẹ bất tử hãm lìn. Ỉ mẹ gặp ngay con Brom này chó nhè.
Tôi vẫn chưa nắm được cái cơ chế dùng chiêu của con Yasuo 3 là như thế nào. Nó chém vào con xa nhất à hay là chém vào con nào, chưa chưa rõ lắm. Em ơi em như con ruồi bầu. Berserker. Mẹ tiếp tục xét cái coi. Được rồi. Mẹ cứ con Z mà phệt, cứ con Z mà phệt. Nó chết rồi. Mẹ chơi bóng của nó kinh lắm. Vàng. Hai con này là 40 vàng. Crystal. Nếu mà tôi sống được nốt tuần này tôi sẽ up cấp. Ví dụ mà sống được nốt tuần này tôi sẽ up cấp. Mày để xem là Yasuo có chém bên này không nhá. Chưa hiểu cái cơ chế chém con Yasuo là chém con xa nhất hay là chém con trước mặt hay là chém như thế nào. Không hiểu cái cơ chế chém là như thế nào. Mẹ nó cứ nhắm xạ thủ của mình nó chém á, bẩn đéo chịu được. Đéo hiểu cơ chế chém là như thế nào, thế mới ảo. Cảm ơn Văn Đỗ ạ. Chẹp 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 chẹp. Lật kèo nổi không đây. Ngày năm mình tình cờ quen nhau. Vẫn là từng này like tôi sao? Như vậy là nó không cho hai con giống nhau cầm đồ like mà nó vẫn tính là like. À ok. Như vậy là phải cho ra một con khác. Ok ok ok. Thì làm sao? Sivir, Sivir. Ô đi mẹ đại bác của tao lại bảo ném sát thế. À, con này là Warden được thêm một tí armor. Chỉ bọn Warden với nhau thôi đúng không? Đúng không? Tao biết rồi. Cái gì một sao? Tao có dùng nó đâu, khổ quá. Dùng đi. Mẹ cái thằng Z này khỏe thế. Ném ỉa mẹ ra quần đéo chết. Mày thấy kinh không? Mày thấy sức mạnh của 9 like chưa? Mày thấy sức mạnh của ánh sáng chưa? Z chúa tôi ơi. My god. Là An sẽ nói là my god. Bạn ấy sẽ nói là Jesus. Jesus Navarra hả? Jesus. Hả? Sao đấy? Mẹ làm việc quá nhiều. Dạ. Bật đèn sáng là bố Sơn bị hỏng mắt. Ok. Lỗi em. Đây cái tắt cái máy. À nhầm, tắt cái đèn cái cây đi nè. God damn it. Tắt được. Gỡ này này, có cái lẫy ở đây này, có cái miếng
Thôi anh ơi, đừng đừng anh ơi, em đang. Em xin anh. Thôi, đừng bấm anh ơi. Nút nút reset đây. God damn it. Ok. Ui, live striker kìa. Cái gì? Xoay hai lần hay sao ấy? Một lần. Bắn rúc nụ luôn này. Sao anh lại nhốt con Soraka ở trong? Vì lúc nãy nó có một con Yasuo. Tao không hiểu cái cơ cấu chém của nó như thế nào. Mẹ nó cứ nhè hình như con xa nhất nó chém sao ấy. Thì đúng rồi, chắc chối đúng không? Trời ơi, ông Kiền thua cả bóng của mình. Nó lại một ông nữa dê dê sút. Vẫn thằng đấy à? Vâng, cảm ơn Văn Đức ạ. Thế thôi, mình đánh sương sương đi thôi các bạn. Ôi, tôi nhuyễn lắm rồi. Nhuyễn lắm rồi. Tôi nhuyễn lắm rồi, tôi nhuyễn lắm rồi. Thì mẹ cái bài chín ánh sáng này tôi nhuyễn lắm rồi. Mặt trời chân lý nó xuyên. Like à?